Lưu Đức Hoa và vợ đại gia mặc đồ đôi xem con gái biểu diễn. Hiền vương Lưu Đức Hoa và bà xã Chu Lệ Thiên cùng nhau xem con gái biểu diễn, đôi vợ chồng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Báo chí Hồng Kông đưa tin tối ngày 2 tháng 12, một cư dân mạng đăng ảnh vợ chồng Lưu Đức Hoa đi xem con gái biểu diễn ở trường. Hai vợ chồng mặc trang phục màu đen, Lưu Đức Hoa trông thời thượng và trẻ trung, tỏ thái độ thân mật khi thấy người qua đường chụp ảnh. Đây là dịp hiếm hoi Lưu Đức Hoa và bà xã Chu Lệ Thiên cùng xuất hiện giữa chốn đông người. Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Chu Lệ Thiên ăn mặc rất giản dị khi đi cùng chồng. Trong buổi biểu diễn, vợ chồng Lưu Đức Hoa rất chú tâm tới tiết mục của con gái. Chu Lệ Thiên vỗ tay cổ vũ, còn Lưu Đức Hoa dù đeo khẩu trang vẫn không thể giấu được nụ cười hãnh diện về con gái. Lưu Hướng Huệ, con gái của Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên, sinh năm 2012. Nam ca sĩ hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư với truyền thông vì muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư. Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, gia nhập làng giải trí hơn 40 năm. Anh là diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim. Tài tử kết hôn với Chu Lệ Thiên năm 2008, đón con gái đầu lòng năm 2012. Trong một chương trình thực tế, Lưu Đức Hoa từng chia sẻ về vợ, cô ấy chịu áp lực lớn khi yêu và trở thành vợ của tôi. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi hơn tôi yêu bản thân. Khi đã lựa chọn cô ấy làm vợ, tôi hứa sẽ cố gắng không làm tổn thương bạn đời của mình.